Sớm lắm, 3 giờ là cô đi rồi, tôi mới tới đây. Vậy là mấy ông này trực tiếp là người nhà cũng đang coi luôn á. Người nhà cũng đón xe đò vô nước kia. Mày có mấy cô ở xa tính là Hoàng Phương vậy? Có, không muốn lên mạng đâu. Có Hoàng mình vừa vô thôi. Ông Hoàng có kia dưng không? Có tài linh ở Mỹ, Tử Lâm, Thông Tấn, Tinh Dùng á, Tinh Dùng á, có Hoài Linh rồi luôn, có ai có những nghệ sĩ đây đóng hả? Đó, có bông, kêu ngoài là nó kẹp rồi. Linh, ngân hàng nha, có luôn nè. Nói chung là ai đâu nè, cả trăm cái bỉ á, đông á, năm thùng rồi đó, năm thùng ai nữa, có Tuấn Du nữa hả? Có Tuấn Du, bông hoa chút xíu bị móc túi, cơ hội móc túi luôn á, rồi ok qua bánh bấm li cho con này. Đây có anh Tâm là sự cố này. Cái cây giữ nó sang tay rồi.
về luôn hả vậy? Đang ở trên lầu á. Gần 500 người đang ra tay chơi mọi người chứ mình lại mình chia sẻ đúng một chút nữa nhé các bạn. Dạ chị đi về ở một chút xíu là chị đi về ghé tình hợp ra ra. Dạ cô chú chị thương mọi thì Hồng Loan cũng như lên đây nhé, mình còn lại đây có mọi người cho nên xin một like nha. Đầu bây giờ thì cứ like rất nhiều nha. Chào chị Nguyễn Hồng nha. Và em chào chị Lưu Thùy nha. Hôm nay có ca nhạc cô ạ ơi. Có ca nhạc không? 12 giờ đêm luôn. Bình thường hôm nay là chị mình cũng thuê người làm cái này lòng lợi
bên đây thì mình nghĩ các bạn trái là tâm thành công lắm rồi. Có đi có giỏ quà của anh Vũ Lâm thì cả nhà đó. Vũ Lâm trái là sáng sớm là kêu người mà cả nhà like và chia sẻ giúp em nha cả nhà. Cô Thầy Linh này, rồi là rất nhiều cô chú anh chị khác gửi những quả bông lan rất là đẹp đến trong cái ngày rỗ giáp năm của người chị Linh này.